Từ tầng lầu thứ 19 của khách sạn Seiyo in Tokyo, 5-star hotel. Núi Phú Sĩ từ khách sạn Keio. Until 1868, Japan was under the seclusion period. The Japan closed its doors to other foreign countries except the Chinh Mang Gu Shrine. In 10 minutes. 11:25, please come down in front of the barrel, happy barrel. I will be standing. Okay, please walk around by yourself for 10 minutes. Can I have your phone? Because you take the phone. Okay. I'm sorry, could you repeat it? The washroom is downstairs on your left. Okay. And this is whatever. I mean, not there. I think he is doing it.
Lunch가 Lunch가 Cái này nó là như ban kết nha. 4 đồng một cái. Các này mà bỏ về làm mà. Vậy thôi đó, 4 đô la một cái đó. Cái quần này trị giá là 60 đô la Mỹ.